Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với channel của mình. Mình là Lộc Sutaki và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.14 nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ vào trong để chúng ta bắt đầu công việc ngày hôm nay nhé. Và trong ngày hôm nay thì mình muốn thử xây một cái vật phẩm khá là quen thuộc cho những bạn nào thích cường hóa đồ đạc cũng như là dụng cụ. Đó chính là cái bàn phù phép này này. Đó, mình sẽ xây thử một cái bàn phù phép này để làm một cái ngôi nhà sinh tồn chẳng hạn. Giờ mình sẽ lấy nó ra để có thể làm cái vật mẫu và xây theo nhé. Và để xây được cái bàn phù phép thì chúng ta cần phải có vật liệu xây dựng, đó chính là một ít cái hắc diệm thạch nè. Và trên cái góc của bàn phù phép thì nó có những cái cục kim cương như vậy. Nhưng mà mình không muốn sử dụng kim cương để làm vật liệu xây dựng, thành ra mình sẽ sử dụng những cái cục len màu xanh biển nhạt nha. Ở đây mình còn có một ít nè, chắc mình phải làm thêm cái bột nhuộm màu xanh biển nhạt á. Bột nhuộm thì chúng ta có thể chế tạo từ màu trắng nè kết hợp với màu xanh nước biển. Đó, sau đó thì mình sẽ cho thêm len vào để coi mình có len trắng ở đây. Mình sẽ làm thêm bột nhựa màu xanh biển nhạt đi. Len xanh biển nhạt đây, mình sẽ làm khoảng như được 28 cục đi, mình sẽ làm khoảng 28 cục nhá. Rồi, kế tiếp thì mình sẽ để coi nào, cái này là có màu đỏ đúng không? Và mình sẽ sử dụng cái khối bê tông luôn. Khối bê tông thì nhìn nó sẽ mịn hơn rất là nhiều. Kế tiếp thì chúng ta sẽ làm quyển sách ở phía trên. Chắc mình sẽ sử dụng gỗ là chính á. Sách mình sẽ sử dụng gỗ sồi nè. Để coi còn ván gỗ sồi không. Ván gỗ sồi nè. Chắc mình sẽ kết hợp giữa gỗ sồi và gỗ vân sam á. Gỗ vân sam đâu đây, gỗ vân sam nè, gỗ sồi ở đây. Đó, vậy là chúng ta còn thiếu gì không ta? À đúng rồi, ở trên góc của cái bàn phù phép có cái màu vàng nè. Mình sẽ sử dụng cái khối bê tông vàng hoặc là khối len vàng á. Đây có len vàng nè, sử dụng len vàng cũng được. Rồi tầm này là khá là đầy đủ vật liệu để xây dựng rồi. Mà quên nữa, mình phải đem theo cái giường. Tại vì mình không muốn chạy vào bên trong này đi ngủ đâu, khá là mất thời gian á. Rồi bây giờ mình sẽ bay qua cái khu vực xây dựng nha. Và cái khu vực xây dựng thì mình sẽ xây gần cái ngôi làng của mình luôn. Ở phía bên đây nè, phía sau cái nhà thờ của mình luôn. Mình đã dọn sẵn một khu đất nhỏ nhỏ ở đây rồi. Tại vì mình sẽ xây nó tỷ lệ kiểu như là 1-2 vậy đó. Nó không phải là 1-1, thành ra nó cũng không có quá lớn đâu. Rồi dọn một ít cỏ ra nè. Đầu tiên chắc mình sẽ đặt hắc diệm thạch xuống trước nha. Mình sẽ làm một cái hình vuông có kích thước là 7x7 nha. 1 nè, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 ô. Kế tiếp là 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đó, vậy là chúng ta đã xong cái phần hình vuông rồi. Và cửa vào thì chắc mình sẽ làm cho nó hướng về phía cái nhà thờ luôn á. Được không ta? Thôi, hướng về phía ngôi làng của mình đi. Tại vì cái này khá là gần ngôi làng của mình nè. Rồi, cửa vào là sẽ ngay vị trí này nha. Đập ra một cái, đào khá là lâu luôn. Rồi, kế tiếp thì mình sẽ kéo cái phần trụ này lên cao khoảng... cái này là lên cao khoảng 2 ô đi nhờ. Tại vì bây giờ mình cần phải dựa theo cái bàn phù phép này mà xây nè. Để coi nào. Cái này nó có phần màu đỏ hơi chỉa xuống á. Vậy là mình sẽ đặt ở đây 2 ô. Kế tiếp thì mình sẽ đặt vào những cái khối bê tông màu đỏ nha. Bê tông đỏ nè. Bê tông đỏ như thế này. Đó, vậy là khá là ổn rồi. Ở đây thì sẽ có cái phần màu xanh đó đúng không? Cái này là nó xuống một ô à. Vậy là mình sẽ đặt ở đây một khối, hai khối, ba khối. Ở đây mình sẽ đặt ba khối nha. Đặt như thế này để coi ổn chưa. Cũng khá giống nè. Cũng khá giống á các bạn. Bây giờ mình sẽ làm tương tự ở mặt bên đây. Mặt bên đây cũng như là mặt ở phía sau nhá. Và ngoài ra thì mình sẽ chừa những cái ô để làm cửa sổ luôn. Nhà thì phải có cửa sổ thì nó mới thoáng mát được. Đây mình sẽ làm một cái cửa sổ ngay vị trí này nè. Ở phía sau sẽ làm một cái cửa sổ 3 ô. Đó, ui, đặt nhầm rồi. Đập ra một cái. Và ở bên trái thì cũng có một cái cửa sổ nhỏ giống như bên phải luôn. Một cái cửa sổ ngay vị trí này. Đó, vậy là xong rồi. Bây giờ mình sẽ làm nốt cái phần gốc của cái bàn phù phép trước nha. Hẹn gặp lại các bạn khi mình làm xong cái phần gốc nha. Hiện tại thì mình đang bay đi để tìm một loại gỗ để xây dựng á các bạn. Loại gỗ đó chính là gỗ bạch dương. Tại vì hiện tại khu vực của mình nó không có cái cây gỗ bạch dương nào hết trơn. Sẵn tiện thì mình sẽ lấy cái mầm cây. Đây. Mình sẽ lấy cái mầm cây gỗ bạch dương này về để nhân giống nha. Rồi sắp tới chúng ta còn sử dụng trong việc xây dựng nữa. Chứ bây giờ ở nhà mình không có cái mầm cây nào của gỗ bạch dương này luôn. Đó, chặt về khoảng 3 cây đi để mình có thể tiếp tục xây dựng cái bàn phù phép nha.
một hai cây rồi, ba cây luôn. Nó cái gỗ bạch dương này nó có cái tông màu khá là sáng, tại vì cái bàn bùa phép thì nó khá là tối rồi, thành ra mình phải sử dụng cái phần sàn ở bên trong á là bằng cái gỗ bạch dương này nè, để cho nhìn ở bên trong nó sáng sủa hơn nha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy về một ít cái mầm cây ấy, rồi mình sẽ quay về nhà để tiếp tục xây dựng nha các bạn. Mình đã ốp xong bốn mặt rồi, bây giờ mình sẽ vào trong để gắn kính vào phần cửa sổ nha. Và phần cửa sổ thì mình sẽ sử dụng những cái tấm thủy tinh màu đen luôn, để cho nó trùng cái tông màu với cái hắc diện thạch nha. Và mình sẽ đào cái phần sàn này ra nè, để chúng ta có thể bắt đầu ốp những cái gỗ bạch dương vào nha. Gỗ bạch dương sẽ giúp cái phần sàn chúng ta nhìn nó sáng sủa hơn, tại vì phần tường đã có cái hắc diện thạch này rồi. Giờ mình sẽ đặt lại những cái cục đất ở đây, đặt cái này ra và đổi thêm một ít cái ván gỗ bạch dương thôi. Đó, gỗ bạch dương nhìn rất là sáng sủa luôn nè. Và chúng ta chỉ cần cắm thêm một ít đuốc nữa thôi thì cái căn phòng bên trong này nhìn sẽ rất là sáng luôn. Ở đây và ở bên đây một ít nữa là xong. Đó, và cái phần cửa thì chắc mình sẽ sử dụng cửa gỗ sồi luôn đi, để cho nó kiểu như là đơn giản á các bạn. Và cái bàn chế tạo thì chắc mình sẽ đặt trong góc nè. Chế tạo một cái cửa gỗ sồi đặt ngay vị trí này. Đó, cửa gỗ sồi đi ra đi vào luôn. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu làm phần mái nhá, vì đây là bàn enchant, thành ra bây giờ phần mái thì mình sẽ tiếp tục ốp ở phía trên là màu đỏ nè, cho nó giống như cái bàn enchant luôn. Ở đây thì chúng ta cần thêm len màu len màu xanh biển nhạt rồi, mình sẽ làm thêm bốn cái khối len biển nhạt nữa, gắn vào đây, gắn vào đây, gắn bên đây và ở bên đây nữa, và nối những cái khối bê tông đỏ này lại với nhau là xong cái phần mái rồi. Giờ chúng ta chỉ cần làm thêm cái quyển sách ở phía trên nữa là xong cái nhà hình cái bàn enchant rồi đó. Và cái quyển sách đó khi chúng ta lại gần á thì nó sẽ mở ra như vậy nè, hai cái trang vở sẽ lật qua hai bên như vậy, vậy là chúng ta cần phải đổi ra một ít cái ván gỗ vân sam nè. Mình sẽ đổi ra khoảng 16 cái đi, và một ít cái ván gỗ sồi ở đây đó, và một ít cái khối len màu vàng nữa là chúng ta đã có thể làm cái phần sách đó rồi. Ở chính giữa thì chắc mình sẽ cho vào là những cái ván gỗ vân sam nhá, còn ở bên hông thì mình sẽ gắn vào những cái ván gỗ sồi như thế này đó, nó sẽ làm nổi bật cái này là giống như là cái phần ở phía chính giữa của cái quyển vở vậy đó. Rồi kế tiếp thì mình sẽ làm cho quyển sách nó cong lên trên một xíu. Đây là kích thước nhỏ, thu nhỏ thôi, thành ra mình sẽ xây cho nó cuốn sách nó không có quá to đâu. Đặt ở đây nè, nói qua bên đây là hai ô nhá, ở đây, ở bên đây nó cũng như là ở bên đây nữa là xong rồi. Chúng ta chỉ cần gắn vào ở những góc á là những cái khối len màu vàng là hoàn thành rồi đó. Đâu, ở đây mình có 10 khối len màu vàng á, mình sẽ gắn vào đây một khối nè. Ui da, gắn vào đây, gắn vào bên đây một khối, và hai góc ở phía sau nữa là xong rồi. Mà quên nữa, cái quyển vở thì nó sẽ có phần giấy màu trắng đúng không? Mình sẽ làm phần giấy đó bằng những cái khối len trắng luôn nha. Len ở đây, len ở vị trí này và ở bên đây nữa. Ta-da, xong rồi. Nhưng mà trắng không thì nhìn nó cũng tạm ổn, tại vì giờ mình chỉ có đúng len trắng thôi, không có len màu xám nhạt á xen kẽ vào giữa để cho giống như là trong cái quyển vở này có ghi chữ vậy đó. Nhưng mà vậy cũng tạm ổn rồi. Và bây giờ thì mình sẽ đi vào bên trong nhà của mình á để chuẩn bị một ít cái đồ đạc, rồi chúng ta cùng nhau trang trí bên trong cái ngôi nhà hình cái bàn enchant này nhá. Mình đã chuẩn bị được một ít cái đồ để chúng ta có thể trang trí ở bên trong rồi các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ đặt cái giường xuống trước nha. Giường thì mình sẽ đặt ở trong góc như thế này. Kế tiếp sẽ là một cái bàn chế tạo ở đây. Và mình sẽ làm một cái ghế để mình có thể ngồi và ngắm ra bên ngoài á. Đường ray, xe mỏ nè. Một cái cửa vân sam đâu ta? Cửa vân sam ở đây. Đó, và hai bên là những cái cửa sập bằng gỗ vân sam luôn, như thế này. Đó, vậy là chúng ta đã có được một cái ghế ngồi rồi, nó có thể nhìn ngắm ra bên ngoài luôn. Rồi kế tiếp thì mình sẽ làm ở đây là một ít cái rương để chúng ta có thể chứa đồ nha. Rương thì mình sẽ đặt ngang đi, đó, mình sẽ đặt ngang như vậy. Và ở bên góc này thì mình sẽ đặt vào là những cái lò nung đó. Và ở bên đây thì mình sẽ làm một cái ống khói để đi lên trên nha, như thế này. Đó, khá là ổn rồi. Và kế tiếp ở bên đây thì mình sẽ gắn vào một ít cái thùng, tại vì phiên bản mới này cái thùng dùng để chứa đồ rất là tiện luôn. Theo như mình thấy thì nó giống khoảng
70% thôi, tại vì mình làm cái này á nó không có tỷ lệ 1:1, thành ra nó không giống cho lắm á các bạn ơi. Nhưng mà không sao đâu, mình chỉ mới tập xây thôi mà, để sắp tới mình sẽ thử xây một vài cái vật phẩm khác ở trong Minecraft á, nhưng mà với tỷ lệ là 1:1 luôn để cho nó giống nhất có thể nha. Còn bây giờ chắc mình sẽ nhìn vài vòng nữa rồi mình sẽ cắt đồ rồi làm công việc tiếp theo nha các bạn. Ở tập trước thì mình có dư ra được một ít cái quyển sách sửa chữa, và sau khi hỏi ý kiến của các bạn thì hầu hết các bạn đều muốn mình ép vào cái kỳ cúp gia tài 3 này, và bây giờ thì mình sẽ ép vào nó luôn nhá. Hiện tại thì mình có được 22 level rồi, không biết ép quyển sách này vô có đủ kinh nghiệm không nữa, hy vọng là đủ nhá. Rồi cho cái kỳ cúp này gia tài này vào, cho cái sách sửa chữa vào. Ồ, mình chỉ tốn có 9 level thôi, rất là rẻ luôn. Rồi cái này thì mình sẽ đặt tên là gì đây, cái này là nước biscuit á, cái này mình sẽ đặt là bro biscuit đó, tại vì đây là cây cúp giúp mình có thể nhặt được nhiều kim cương hơn đó, thành ra mình sẽ đặt tên đó là bro biscuit nha. Rồi vậy là mình đã có được cuốn sách sửa chữa cho cây cúp thứ hai rồi, và sắp tới thì mình sẽ cố gắng kiếm thêm sách sửa chữa để gắn vào cái cây cúp mềm mại của mình luôn, để cho những cái dụng cụ của mình đều có sửa chữa nha. Và một xíu nữa thì mình sẽ sửa cây cúp này lại sau, tạm thời thì gắn nó vào đây luôn đi. Và mình sẽ vứt bớt mấy cái cục nail đậu rác này cái đã, tại vì mình vừa đi chuẩn bị cái con đường để chúng ta có thể đi khám phá trong ngày hôm nay. Và trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đi khám phá biển nha, mà không phải là đánh những cái con zombie chết đuối đâu, đó chính là những cái con thủy quái ở dưới thủy cung. Tại vì mình đã sở hữu được cây đinh ba rất là mạnh luôn, thành ra mình muốn test thử sức mạnh nó đến mức nào ấy. Và bây giờ mình sẽ vào trong để chuẩn bị thêm ít thuốc cái đã, tại vì đi khám phá thủy cung thì chúng ta cần phải có thuốc thở dưới nước. Để coi trong đây mình còn thuốc thở dưới nước không cái đã, nếu không còn thì mình cần phải chế tạo thêm á. Ở đây hình như là mình hết thuốc thở dưới nước. Ủa mình còn nè, một lọ nhìn trong bóng tối. Ồ, có vẻ mình còn nhưng mà ít lắm. Để coi nào, tốc độ chắc cũng cần nè, hồi phục á. Ồ, vậy là mình cần phải chế tạo thêm khoảng 3 lọ thuốc thở dưới nước á các bạn, để chúng ta có thể khám phá hết cái thủy cung luôn. Rồi ok, chắc bây giờ mình sẽ ngồi chế tạo thêm ít cái thuốc thở dưới nước nè, cũng như là thuốc nhìn trong bóng tối nha. Vì hiện tại trong người mình đang sở hữu rất là nhiều đồ quý giá, cho nên mình sẽ mang theo một cái món đồ, đó chính là vật tổ trường sinh nha, để giúp chúng ta có một mạng nữa. Tầm này đồ thì cũng khá là đủ rồi. Bây giờ chắc mình sẽ ngủ một giấc đi, rồi sáng thức dậy thì chúng ta sẽ bắt đầu lên đường qua cái thủy cung nha. Hẹn gặp lại các bạn khi mình di chuyển qua cái khu vực thủy cung. Hiện tại thì mình đã di chuyển tới khu vực thủy cung rồi, bây giờ mình sẽ sử dụng những cái lọ thuốc để bắt đầu đi khám phá ở phía dưới nha. Đầu tiên thì mình sẽ uống thuốc nhìn trong bóng tối nè, kế tiếp đó chính là thuốc thở dưới nước, và thêm một lọ thuốc nhanh nhẹn nữa để giúp mình có thể di chuyển dễ dàng hơn ở phía dưới nha. Rồi, thuốc đã uống xong rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu nhảy xuống dưới và tiêu diệt những cái con cá nóc khổng lồ kia thôi. Đâu rồi ta? Mấy con đó cỡ trước còn ăn hiếp mình đúng không? Bây giờ mình sẽ dùng cây đinh ba này nè, tiêu diệt. Hụt rồi đó. Đó các bạn thấy chưa, mình đã dính được cái hiệu ứng đào chậm ba rồi nè, giờ mình không thể nào đào được mấy block ấy. Đó, một hit rồi. Cái này ba hit mà không ngõm hả? Mấy con này khỏe ghê luôn. Ba hit mà không ngõm luôn. Ở đây có bé cá heo nè. Rồi bây giờ mình sẽ tìm đường để đi vào bên trong và tiêu diệt những cái con boss trong cái thủy cung này nhá. Hiện tại thì có 3 con boss lận, hình như là mỗi tầng đều có một con á. Đầu tiên thì mình sẽ đi ở tầng thấp nhất nè. Ở đây có vẻ là không có rồi. Ok, mình sẽ đi từng căn phòng luôn, tại vì trong đây mình hình như là có thêm kho báu nữa. Thành ra phải tìm kỹ mới được. Rồi nè, hình như trong đây là có kho báu nè. Quýnh nè. Ui da, quýnh rồi nè. Ui, mấy con này nó khỏe lắm các bạn ơi, mình chọi 3-4 hit nó mới ngỡm. Rồi, bỏ, không chơi. Ui da, đừng. Rồi giờ mình sẽ tìm cái căn phòng chứa con boss đầu tiên thôi. Con đó là con giám hộ hay sao á. Ui da, đông quá. Thôi, không chơi. Ui, né các bạn ơi. Mấy con này đánh là mất rất là nhiều máu luôn nhá. Chưa, để mình tìm cái căn phòng chứa con boss đầu tiên cái đã. Ủa, ở đây không có hả? Ủa, cái này lên tầng 2 rồi. Cái này hình như là có tổng cộng 3 tầng á. Tầng này, ở đây có đường xuống nè.
cái này giống như cái mê cung luôn. Lần trước mình có đi khám phá một lần rồi nhưng mà bị lạc hình như là khoảng mười mấy phút trong đây luôn. Không biết lần này có cái như là nhanh hơn không nữa. Mình sợ bị lạc giống như hôm bữa là toi luôn. Bên đây có vẻ không có. Rồi đi qua hướng bên đây thôi. Ui mấy con này nó bắn đau cực luôn. Mình phun giáp kim cương á mà nó còn tốn rất là nhiều máu. Mà mình không phun giáp kim cương chắc nó bắn một hit là ngõm luôn. Con nãy mình vô được nào ta? Rồi, chương trình lạc đường bắt đầu rồi nè. Giờ mình phải tìm gấp cái đường để đánh con boss tới cái đã. Ủa đâu mới là chỗ con boss ta? Nãy giờ mình tìm một lúc rồi đó mà chưa ra cái căn phòng đó nữa. Trong đây coi. À đây. Ồ, cuối cùng cũng tìm ra rồi. Giờ mình sẽ ăn vô một cái đã. Tại vì con boss này nó rất là khỏe luôn. Rồi, ăn vô. Giờ mình sẽ dùng cây đinh ba tiêu diệt rồi nè. Mình đánh một hit xong rồi mình núp các bạn ơi. Vậy thì nó sẽ an toàn hơn là đánh trực diện với con này. Tại vì nó khỏe lắm. Đó. Đánh người nè. Giờ phóng người nè. Cầm đinh ba mà phóng thôi. Phóng người nè. Con này nó cũng bự nữa. Thành ra dễ phóng rất là nhiều. Đó. Phóng nè. Úi da, phóng một. Phóng nè. Nãy giờ phóng 5-6 hit rồi đó. Chạy hả? Rồi tiêu diệt được con này rồi. Và mình sẽ được một cái bọt mút biển nè. Bọt mút ướt này mình sẽ nung lên á để cho nó khô và chúng ta có thể đi hút nước rất là dễ luôn. Rồi hiện tại thì trong đây nó còn hai con boss nữa. Mình cần phải tìm gấp mới được. Nếu không thôi là cái hiệu ứng cái muỗng này nó sẽ kích hoạt liên tục luôn á. Để coi. Đây là đường đi xuống đúng không? Giờ mình sẽ tiêu diệt cái con cao nhất luôn đi. Tại vì ở đây có một chỗ cao nhất nè. Dựa theo cái căn phòng này luôn. Mình sẽ tìm đường đi lên cái đã. Ở đây không có cái phòng nào dẫn đi lên hả ta? Ở có một cái phòng để dẫn đi lên á. Ở đây nè, nhìn ở trên nóc á. Đây, phòng dẫn đi lên nè. Ủa? Không, cái căn phòng hồi nãy mình đi rồi. Ủa, cái phòng hồi nãy là phòng nào ta? Hơi bị khó ở đây. Để coi nào. Đi một hồi lại ra bên ngoài luôn à. Hình như cái con mà ở phòng cao nhất là nó nằm ở trên đây nè. Mình dính cái muỗng rồi, thành ra giờ mình đâu đào được đâu nè. Rõ mấy chuyện nào mới bể cái cục này là cục khối lăn trụ biển hay sao á, không biết phải không nữa. Rồi qua bên đây nè. Ui cái con boss ở thấp nhất đâu ta, mình tìm không biết lạc tới bao giờ mới ra được khỏi chỗ này nữa. Ở đây không thể nào mà làm dấu được, nó cứ giống nhau không à. Mày đi rồi nè, thuốc mình thì còn có 2 phút thôi. Tìm lẹ không thôi là hết thuốc là tôi á. Đây lại là một cái con đường khác để đi ra. Ô nè. Ô đây là đường dẫn tới cái con boss cao nhất. Ôi mà quên. Vừa núp vừa chọi nè. Trời, mình cũng có thể cận chiến con này được nha các bạn. Nhưng mà nó sẽ bị phản đam lại. Đó, thành ra mình tốt nhất là dùng đinh ba rồi phóng thôi. Sẽ không sợ bị phản đam lại á. Như vậy thì nó sẽ mau hư giáp của mình lắm. Vậy thì nó khỏe hơn rất là nhiều. Úi da, phóng một. Núp hả? Đó, thấy không, cầm cái cây này á, tiêu diệt cái con boss này rất là dễ luôn. Và mình đã được hai cái miếng mút rồi. Và một ít cái mảnh lăn trụ biển nè. Để coi. Còn con boss ở tầng thấp nhất đúng không? Tầng thấp nhất thì mình sẽ đi lanh quanh ở phía dưới này nè. Ở đây có không? Có luôn đi. Có ở đây không? Không có rồi. Mình sẽ dựa theo cái căn phòng hồi nãy luôn. Tại vì căn phòng hồi nãy nó thông tới 3 tầng lận. Tầng này là tầng thứ 2 rồi. Bên đây thì sao? Bên đây cũng không có. Với con boss thấp nhất là nằm ở đâu ta? Thì trong đây còn một con boss nữa. Nãy giờ mình tiêu diệt được hai con rồi. Đây là tầng thứ 3 rồi. Ok, để bây giờ mình đi ra bên ngoài đi. Đi ra bên ngoài tại vì con boss nó bự á. Nhiều khi nó lại lộ ra ở phía bên ngoài của cái thủy cung luôn. Rồi, đi lên quanh bên đây nè. Để coi nào. Có vẻ ở đây không gặp rồi. Nè, nó nằm đâu khoảng này nè các bạn. Nhưng mà hơi khó để thấy á. Bên đây là phía sau của cái thủy cung nè. Mà cái thi cung này nhìn đẹp cực á các bạn. Cái này mà phải gần nhà mình á, mình sẽ chịu khó múc nước lên nó để chúng ta có thể thấy nguyên cái thi cung này một cách ha, dễ dàng nhất nhá. Và bên kia có một cái thuyền kìa, một xíu mình sẽ khám phá cái thuyền đó luôn. Nhưng mà công việc đầu tiên bây giờ cần phải khám phá nốt cái thi cung này cái đã.
thuốc thì hết tác dụng mất tiêu rồi, để bây giờ mình sử dụng thêm một lần thuốc nữa nha. Thuốc nhìn trong bóng tối nào, thuốc thở dưới nước và thuốc nhanh nhẹn. Rồi xong, đi tiếp. Ui, cái con boss cuối cùng đâu vậy? Cái tầng đầu tiên á là cái tầng mà mình nghĩ là khó nhất luôn. Ui, mình uống lộn thuốc rồi. Ui, mình uống nhầm hai lọ thuốc nhìn trong bóng tối rồi. Ui, ủa kỳ vậy, mình uống nhầm thuốc rồi. Rồi, giờ đi qua bên đây để khám phá tiếp nè. Hồi nãy nó mới kích hoạt mình cái hiệu ứng cái muỗng rồi đó. Để mình tìm ở phía dưới bên này coi. Mà mình tìm mãi chỗ này mà không thấy ta. Ăn vô cái đã. Để không thôi nó không có hồn máu được á. Ui thiệt tình đó. Ở đây còn hình như là thông thường là sẽ có một cái kho báu ở chính giữa ngay chỗ này nè. Và một chỗ có cái mấy cái cục mút biển á. Nhưng mà để lấy được mấy cái đó thì cần phải tiêu diệt hết mấy con boss. Và ở đây thì mình chưa thấy con nào hết. Khá là mất thời gian với mấy con này đây. Rồi ok, giờ mình sẽ cố gắng tìm cái con boss còn lại rồi chúng ta tiêu diệt nó thôi nha. À đây. Mới nhắc là thấy liền nó, ta chưa nó bắn đau cực luôn. Ôi da. Dám đánh mình hả? Đánh mình nè. Không biết cái cây đinh ba này có ép cái dòng nào mà để cho nó tăng cái sức mạnh mỗi lần mình phóng không nữa ta. Để mình có thể ép vào á, rồi mình sử dụng cho nó khỏe hơn. Chứ cái này phóng mình thấy nó còn chưa mạnh lắm. Phóng mấy con này lâu chết lắm luôn á. Vậy nhất là mấy cái con nhỏ nhỏ này nè. Con bự thì thấy tạm ổn rồi, nhưng mà mấy con nhỏ thì phóng rất là lâu mới ngõm. Rất là lâu hả? Ngươi nè. Rồi xong. Và những cái lăng trụ biển này á, chúng ta có thể chế tạo thành những cái khối như vậy nè, để xây dựng thì rất là đẹp luôn. Đó, sắp tới thì mình sẽ cố gắng bọc cát ở xung quanh ấy, rồi mình sẽ sử dụng những cái miếng mút biển và hút hết nước á, để chúng ta chỉnh sửa lại cái thủy cung này nhá. Rồi làm một cái nơi để chúng ta cư trú luôn thì rất là tuyệt vời. Rồi ok, chắc bây giờ mình sẽ quay trở lại cái đường giữa để chúng ta lấy cái kho báu đó nha. Nhưng mà cần phải đợi cho hết hiệu ứng cái muỗng ấy đã. Còn có 3 phút thôi. Trong 3 phút này thì chắc mình sẽ đi ra bên ngoài và khám phá cái thuyền thôi. Cái thuyền đâu ta? Đây, cái thuyền bên đây nè. Wow, một cái thuyền còn khá là nguyên vẹn. Cái này mình nghĩ là nó sẽ có 3 rương á. Thông thường một cái thuyền như vậy sẽ có 3 rương nếu mà không bị vỡ nhá. Rồi, đằng kia có con zombie chết đuối kìa. Test sức mạnh nè, bình thường á. Bình thường phóng mình. Ui, con kia cũng có đinh ba nữa kìa. Cầm đinh ba nè. Cầm đinh ba mà phóng mình hả? Mình chặt luôn. Chặt luôn nè. Ô, mình có thêm một cây đinh ba rồi. Ô, vậy là tổng cộng. Ô, vậy là mình được thêm một cây đinh ba nè. Ô, xịn nha. Tự nhiên đi khám phá biển á mà được tặng thêm một cây đinh ba mang về nữa thì tuyệt vời luôn. Rồi giờ mình sẽ dùng cây đinh ba này đánh cận chiến thì bọn này cũng vẫn được nha các bạn. Nó tới 9 sức tấn công lận. Ô, hôm nay mình có thêm được cây đinh ba rồi. Wow, quá trời luôn. Rồi giờ khám phá mấy cái thứ trong này thôi. Có bát súp đáng ngờ nè, một xíu về mình ăn luôn. Ở đây có một cái áo. Dạ, dám ra đây. Ui, dám ra đây cắn mình một cái rồi chạy kìa. Ui, mấy con đó kỳ ghê. Rồi, ở đây có quai tay, áo da hả? Ừ, mấy cái nón đó thì chắc không cần đâu. Ở bên đây coi. À, một cái bản đồ kho báu trong vùi nè. Cái này thì được, để một xíu mình đi tìm kho báu luôn. Và ở trên đây, đó, trên đây còn một căn phòng nè. Kiểm tra luôn. Tên đen. Không có kim cương rồi, nhưng mà không sao, có 7 viên emerald. 7 viên thì mình có thể đổi thêm được một cuốn quyển sách sửa chữa rồi, rất là tốt. Rồi giờ mình sẽ cắt bớt mấy cái thứ này vào trong cái rương nha. Mình sẽ cắt cái gì ta? Mình sẽ cắt emerald đi. Emerald nè, sắt nè, luli nữa. Emerald nè, cắt sắt vào. Đó, và một ít cái luli. Luli chắc mình vứt cũng được á. Thôi mà thôi, đem về luôn đi. Sau đó mình sẽ lấy lại cái rương này nhá. Ui, thiệt tình mình quên là mình không có thể lấy lại được. Tại vì đang dính hiệu ứng cái muỗng mà. Còn 30 giây thôi. Trong 30 giây này chắc mình sẽ, để coi nào, mình sẽ vứt bớt đồ nha. Mình sẽ vứt bớt cái hạt sắt này. Có một hạt thôi chắc không cần. Và mình chỉ vứt được cái đó thôi.
Ok, giờ thì đợi cho nó hết hiệu ứng cái muỗng nào. Mình còn có 20 giây à, và cái thuyền này ấy, mình đang định là xây một cái thuyền tương tự giống như cái thuyền này nè à, mà ở khu vực mình đang sống luôn. Tại vì cái này nó có sẵn cái khung buồm rồi, mình chỉ cần gắn những cục len vào để hoàn thiện cái buồm nó là chúng ta đã có được một cái thuyền rất là đẹp luôn. À, và cái thuyền này cái cách xây nó vậy là mình cần phải học hỏi thêm nhiều để mình có thể chỉnh sửa cái thuyền của mình lại á. Và giờ thì mình cũng đã hết cái hưởng cái muỗng rồi, giờ đi vào bên trong và chúng ta cùng nhau lấy kho báu trong cái thủy cung nha các bạn. Ở bên ngoài thì vẫn thỉnh thoảng xuất hiện mấy cái con cá này nè, mình không muốn đánh nhau với bọn chúng đâu, mạnh cực kỳ luôn. Nó đó bắn mình đau chưa kìa. Rồi, và mình sẽ lấy một ít cái đèn biển đúng không ta, cái này hình như cái đèn biển á. Đó, một nè, hai nè, ba nè, và bốn cái. Mình chỉ sợ mấy con boss ở trong thôi, chứ mấy con ở ngoài mình né được hết trơn à. Rồi giờ thì đi vào bên trong nhá. Đường giữa của cái thủy cung đâu ta? À đây. Ở trước thủy cung á còn rất là nhiều luôn nè, để một xíu mình sẽ lấy sau nha. Còn bây giờ thì đi vào bên trong và lấy kho báu thôi. Kho báu đâu? Ủa? Kho báu đâu rồi? Nãy mới thấy kho báu mà. À đây. Đây chính là kho báu mà chúng ta cần lấy nè. Có rất là nhiều vàng luôn nha, 8 khối vàng lận luôn. Đây mình sẽ lấy hết mấy khối vàng này về và trả lại cái khối lăn trụ biển màu sẫm này lại chỗ này nhá. Gắn vào đây. Ui, đặt nhầm. Gắn vào đây và lấy thêm mấy cái đèn biển về luôn. Một công đôi chuyện luôn nhá. Rồi, ở bên đây và ở bên đây nữa. Theo như mình biết ở đây á còn có một căn phòng chứa những cái bọc mút này nè, miếng mút ướt á. Để một xíu mình đi xung quanh đây mình tìm nha. Và bây giờ mình sẽ gom hết mấy cái đèn biển này về để chúng ta có thể sử dụng trong việc trang trí nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn khi mình lấy hết mấy cái khối đèn biển này nhá. Mình chỉ mới lấy được có 32 cái đèn biển thôi thì thuốc thở dưới nước của mình á thì nó đã hết công dụng rồi. Bây giờ mình sẽ đi lên trên này ngủ một giấc rồi sáng thức dậy chúng ta sẽ đi tìm kho báu trong cái bản đồ kho báu này luôn nhá. Đặt cái giường xuống nào. Đây mình có mang theo cái giường nè, đặt xuống và ngủ thôi. Như vậy thì trong ngày hôm nay mình đã khám phá xong cái thủy cung rồi và có thêm được một cây đinh ba. Mình không ngờ là cái con zumba chích đuối kia nó lại cho mình cây đinh ba luôn á. Rồi giờ thì mình sẽ uống tiếp một cái lọ thuốc nhìn trong bóng tối nè để chúng ta có thể tiếp tục đi khám phá nha. Để coi nào cái bản đồ kho báu này nó có bị trùng không cái đã. Ô, bản đồ kho báu rất là gần luôn. Ồ, được. Giờ mình sẽ làm một cái thuyền. Rồi sau đó mình sẽ đi xuống dưới và bắt đầu đi tìm cái kho báu này luôn nha. Bên kia có cái tàn tích nữa kìa. Nhưng mà... Ồ, một cái thuyền nữa. Ồ, tàn tích cộng với thuyền luôn. Rồi, trèo lên thuyền nè. Lại đằng kia khám phá cái thuyền coi. Hy vọng trong cái thuyền đó sẽ cho mình... để coi nào. Ồ, cái thuyền này bị vỡ rồi. Và bên kia có con zombie chết đuối nữa kìa. Ồ, bên kia là cái dùng gì ta? Mình chưa biết kia dùng gì nữa nhưng mà có nhiều cát ghê luôn á. Ui, đây có một con cầm đinh ba nữa nè. Cầm đinh ba hả? Ui, con này không rơi ra rồi. Nhưng mà không sao, giờ mình đã có được hai cây đinh ba là rất là vui rồi. Không cần thêm nhiều như vậy đâu. Đánh con này nè. Ui, con kia phóng đâu á. Còn một con cầm đinh ba nữa các bạn ơi. Cầm đinh ba hả? Cầm đinh ba nè. Cầm đinh ba. Rồi. Ôi mấy con này nó cứ... Ôi chắc mình không đánh mấy con này đâu. Giờ mình không có nhu cầu để lấy thêm đinh ba. Vứt thịt zombie nè. Đi xuống dưới khám phá cái thuyền bị vỡ này thôi. Cái thuyền này bị vỡ phần nữa rồi. Mở ra. Ui được xếp đáng ngờ hả. Cắt giấy lấy xếp đáng ngờ nè. Còn bên đây. Còn đây một cái bản đồ. Ui lẹ. Thôi. Đi lên lấy oxy trước cái đã. Hết oxy mất tiêu rồi. Mình quên đem theo cái mũ rùa. Tại vì mũ rùa thì nó không có nhiều giáp ấy. Như vậy thì sẽ nguy hiểm khi mà đánh nhau với bọn trong cái thủy cung kia. Rồi giờ đã đầy máu rồi nè. Giờ mình sẽ đi xuống dưới để coi cái bản đồ kho báu này nó có bị trùng không cái đã. Một cái rương đầy sắt luôn. Wow. Mình sẽ cắt bớt gì đây ta. Cắt bớt mấy cái chai đi. Đó, lấy sắt, lấy hạt sắt về. Đi lên. No. Ui. Nón mình vẫn chưa có trang bị cái dòng thở dưới nước á. Thành ra xuống nước một tẹo thôi là nó hết oxy hả. Ồ, phải 3 hit mới ngõm được một con zombie á. Ồ, rồi đi vô nè. Để coi. Cái này bản đồ này hy vọng là không bị trùng nha. Ui, bản đồ này bị trùng mất tiêu rồi. Bị trùng với cái hồi nãy á các bạn ơi.
Giấy thì chắc không cần đâu. Thôi 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 thôi. Ui nó bao vây cái thuyền mình kìa. Thôi 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 chạy 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 chạy. Không giỡn với bọn này nữa. Để coi 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 báo nè. Mình sẽ đi về phía cái đảo này nè. Wow, nó nằm ở trên đảo luôn, kho báu trên đảo. Và ở đây có khá là nhiều tàn tích nè. Giờ hết cần tàn tích rồi. Giờ chủ yếu là đi khám phá thôi, chứ không cần phải săn mấy con đinh ba làm gì cho mệt. Tới rồi nè. Giờ mình sẽ cắt vớt đồ cái đá, cắt cái này đi để cho nhìn cái bản đồ nó bự hơn. Giờ mình sẽ tìm cái chỗ kho báu nó khoảng này nè, nó vòng vòng đây thôi, nó chỉ ngay mũi tên rồi nè. Giờ mình sẽ đi lùi nha. Đây đi lùi. Ồ, nó nằm khoảng ngay đây á. Mình sẽ thử đào ra. Đào ra. Thông thường thì kho báu nó chỉ nằm ở gần gần cát thôi, chứ nó không có nằm ở dưới đá đâu. Đó, mấy bạn có thể đặt nó đây nè, đây nè. Rồi. Ồ, biến. Ta da, 3 viên kim cương. Vậy khá là lâu rồi chúng ta mới có cảm giác là tìm được kim cương trong kho báu. Tại vì mình kiểu như là không được may mắn. Toàn tìm kho báu không có kim cương không à. Nhưng mà hôm nay đã có kim cương mang về rồi. Mình sẽ cắt kim cương trong cái rương sugar này luôn. Mà rương này thì hơi đầy đồ nữa. Chắc nhét vô cái rương ender đi. Đây, kim cương nè, cho vào rương ender. Trái tim biển cả mang về. Đó, kế tiếp là TNT. TNT chắc cũng mang về luôn. Để sắp tới chúng ta còn đánh cái bọn cướp dân làng bằng TNT nữa. Rồi, và cá thì mang về để ăn cũng được. À thôi, khỏi cũng được. Sau chuyến khám phá thi cung thì bây giờ mình đã được một ít đồ trong cái thùng này. Đó chính là một cây đinh ba này, một ít khoáng sản, được thêm một ít cái đèn biển để chúng ta trang trí xung quanh, và thêm hai cái bát súp đáng ngờ. Bây giờ mình sẽ ăn thử hai bát súp này coi nó có được hiệu ứng gì không nha. Rồi. Cái đầu tiên này hiệu ứng này là gì ta? Mù quáng. Nó sẽ giảm tầm nhìn của mình xuống và mọi thứ nó đều đen thui à. Ui cái bát này là bát súp không có hiệu ứng tốt rồi. Bát thứ hai nào. Tên tên. Cái này thì giúp mình nhảy cao nè. Khá là tốt á. Cái này là nhảy cao 1 thôi. Và hiệu ứng này hình như mình cũng có thể lấy trong cái đèn hiệu. Vậy là hai bát súp này, một bát súp có hiệu ứng tốt và một bát súp có hiệu ứng xấu. Giờ mình sẽ ăn thêm một cái củ khoai tây để cho đầy thanh thức ăn nha. Như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã xây được một cái căn nhà hình cái bàn phù phép, và có một chuyến đi khám phá thị cung rất là thành công luôn, mang được rất là nhiều đồ quý giá về. Và trong thời gian sắp tới, nếu các bạn muốn mình xây dựng, chế tạo hay là làm cái gì mới thì đừng quên comment ở phía dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những tập tiếp theo. Bye bye.